Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, quân khu miền Nam ngày 21 tháng 5 đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật được thông báo gần đây. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo lệnh của Tổng Tư lệnh, một cuộc tập trận quân sự bao gồm thực hành chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được bắt đầu tại quân khu phía Nam dưới sự giám sát của Bộ Tổng Tham mưu. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, cuộc tập trận nhằm đảm bảo các đơn vị quân đội và trang thiết bị quân sự của Nga luôn trong tình trạng sẵn sàng cho các cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược, để bảo vệ vô điều kiện sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nước Nga, đáp trả những tuyên bố khiêu khích và đe dọa từ cá nhân các nhà lãnh đạo phương Tây nhằm vào Nga. Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của lực lượng tên lửa ở quân khu miền Nam sát biên giới với Ukraine và những phần lãnh thổ của Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Trong cuộc tập trận, quân đội Nga sẽ sử dụng hệ thống Iskander-M có thể bắn tên lửa đạn đạo 9M7231 hoặc tên lửa hành trình 9M728. Cả hai đều có thể mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, có sức công phá từ 5 đến 50 kiloton. Ngoài ra, các binh sĩ Nga cũng được diễn tập gắn đầu đạn đặc biệt lên tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhan, tên lửa KH-47M2 Kinzhan và tên lửa hành trình KH-32. Triển khai trên máy bay ném bom chiến lược của Nga cũng có khả năng mang đầu đạn tương tự như đầu đạn gắn trên Iskander. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy những quả tên lửa được di chuyển thành hàng dài trên các phương tiện quân sự và đặt vào vị trí sẵn sàng khai hỏa. Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng cuộc tập trận diễn ra nhằm đáp lại những tuyên bố khiêu khích của các quan chức phương Tây và còn có mục đích duy trì sự sẵn sàng ứng phó và đảm bảo chủ quyền quốc gia của Nga. Theo hãng tin Reuters, các nhà phân tích hạt nhân cho rằng cuộc tập trận được Tổng thống Nga Vladimir Putin thiết kế như một tín hiệu cảnh báo phương Tây, ngăn chặn họ can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Những tuyên bố khiêu khích mà Bộ Quốc phòng Nga đề cập có thể bao gồm phát ngôn trước đó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân phương Tây đến Ukraine và Ngoại trưởng Anh David Cameron, người nói rằng Ukraine có toàn quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Cho đến nay, các nước phương Tây đã cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev, nhưng hạn chế gửi quân. Cũng theo Reuters, quân khu phía Nam của Nga là khu vực nằm tiếp giáp với Ukraine và cũng bao gồm các khu vực của Ukraine mà Nga hiện đang kiểm soát. Vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc phi chiến lược kém mạnh hơn vũ khí chiến lược được thiết kế để quét sạch toàn bộ thành phố của đối phương, nhưng chúng vẫn có tiềm năng hủy diệt rất lớn. Các nhà quan sát nhận định, cuộc tập trận hạt nhân của Nga là lời cảnh báo của Tổng thống Putin nhằm răn đe phương Tây không nên can thiệp sâu vào cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Nikolai Sokov, cựu quan chức về kiểm soát vũ khí của Liên Xô trước đây và Nga sau này, chia sẻ, cuộc tập trận này là một tín hiệu rõ ràng, đáp lại những cuộc thảo luận gần đây của các quốc gia NATO muốn gửi quân tới Ukraine. Điều quan trọng nhất là Nga đã tuyên bố công khai và cung cấp những hình ảnh rõ ràng về cuộc tập trận lần này. Theo ông Sokov, giới chức quân sự phương Tây cũng theo dõi sát sao cuộc tập trận để đưa ra kết luận về việc họ sẽ nhận được lời cảnh báo trước bao lâu trước khi Nga có thể triển khai những loại vũ khí này trên chiến trường thực sự. Ilya Kramnik, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho rằng, thông báo về cuộc tập trận không làm thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia của Moscow. Điều đáng chú ý là cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có những tuyên bố khiêu khích nhất định từ quan chức các nước NATO. Trong khi đó, Dmitry Stefanovic, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Quốc tế tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga chỉ ra rằng những gì đang thấy hiện nay là một thông điệp hạt nhân rõ ràng, điều chưa từng xảy ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Belarus, nơi Nga năm ngoái cho biết họ đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, cũng tham gia vào cuộc tập trận. Ông Alexander Lukashenko, Tổng thống Belarus, đồng minh thân cận của Nga tuyên bố, vũ khí hạt nhân là vũ khí đáng sợ, nhưng nó cũng chỉ là một loại vũ khí. Vì vậy, để sử dụng những vũ khí đó, chúng ta phải huấn luyện và biết cách sử dụng chúng. Căng thẳng leo thang đang diễn ra. Chúng ta nên làm gì trong tình huống này? Chúng ta cần cẩn trọng, nhưng sẵn sàng hành động khi cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng những vũ khí sát thương này. Tuy nhiên, sự leo thang không chỉ xảy ra ở Ukraine, vì Trung Đông cũng đã rực cháy với Iran ở gần đó và xa hơn là khu vực Thái Bình Dương. Tổng thống Belarus nhấn mạnh thế giới gần với thảm họa hạt nhân hơn bao giờ hết. Ông Lukashenko cũng khẳng định Belarus và Nga đặc biệt xem đây là vũ khí răn đe và khẳng định hai nước chỉ muốn hòa bình.
chúng tôi không muốn xảy ra chiến tranh và không muốn Ukraine trở thành bàn đạp để tấn công. Vũ khí hạt nhân chiến thuật, còn gọi là phi chiến lược, dù không có sức mạnh hủy diệt nhiều thành phố của đối phương như vũ khí hạt nhân chiến lược, nhưng vẫn có sức công phá khủng khiếp. Nhiều chuyên gia phương Tây tin rằng, vũ khí hạt nhân chiến thuật thậm chí đang ngày càng được Nga coi trọng hơn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Về lý thuyết, việc sử dụng loại vũ khí như vậy có thể gây sốc cho phương Tây mà không nhất thiết gây ra một cuộc đối đầu hạt nhân toàn diện, mặc dù nguy cơ gây ra một chu kỳ leo thang sẽ là rất lớn. Thưa quý vị, Moscow mới đây đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và phương Tây đang đùa với lửa khi cấp vũ khí cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra tuyên bố hôm 17 tháng 5. Vào ngày 16 và 17 tháng 5, chính quyền Kiev đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và xuồng không người lái vào Crimea, vùng Krasnodar và các khu vực khác của Nga. Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga từ năm 2014, bị tập kích liên tiếp trong 2 ngày. Ukraine bị nghi sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào bán đảo Crimea. Bà Zakharova cảnh báo, một lần nữa, chúng tôi muốn cảnh báo rõ ràng với Washington, London, Bruxelles và các nước phương Tây khác, cũng như Kiev, nước đang nằm dưới sự kiểm soát của họ, rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho những hành động xâm phạm lãnh thổ của mình mà không đáp trả. Bà Zakharova chỉ ra rằng, đằng sau những cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào lãnh thổ Nga, có thể thấy rõ bóng dáng của Mỹ và Anh khi hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Họ không chỉ cung cấp cho ông ấy tên lửa tầm xa hơn và vũ khí hạng nặng, mà còn cho phép sử dụng chúng để chống lại nước Nga, do đó góp phần làm xung đột leo thang hơn nữa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói, đồng thời đề cập đến các chuyến thăm gần đây của các quan chức phương Tây tới Kiev. Mỹ và các đồng minh đã dồn hàng loạt vũ khí, đạn dược trong kho tới Ukraine trong 2 năm qua, và nhiều quốc gia đã đối mặt với tình trạng cạn kiệt đạn dược. Nga nhiều lần chỉ trích phương Tây chuyển vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo các nước thành viên NATO đã trở thành bên tham gia trực tiếp vào xung đột ở Ukraine. Moscow tuyên bố, Nga coi những vũ khí này là mục tiêu tấn công thích đáng. Tình hình leo thang hơn gần đây, khi Anh tuyên bố dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí nước này cung cấp cho Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định, Ukraine có toàn quyền sử dụng vũ khí của Anh để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Lập trường này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Điện Kremlin, cho rằng đây là động thái leo thang căng thẳng trực tiếp. Trong chuyến thăm Washington hôm 14 tháng 5, David Arakhamia, lãnh đạo Đảng Phụng sự Nhân dân cầm quyền tại Quốc hội Ukraine cho biết, vấn đề chính hiện nay là chính sách của Nhà Trắng đang hạn chế khả năng của Kiev trong việc tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Oleksandra Ustinova, người đứng đầu Ủy ban Vũ khí và Đạn dược của Quốc hội Ukraine cho biết, chúng tôi thấy quân đội của Nga đóng quân cách biên giới Nga chỉ 1 hoặc 2 km, nhưng chúng tôi không thể làm được gì. Nghị sĩ Ukraine nói thêm, các ông đưa cho chúng tôi một cây gậy, nhưng lại không cho chúng tôi sử dụng nó. Các nghị sĩ Ukraine đã lên lịch họp với hơn 10 văn phòng Quốc hội Mỹ để vận động thay đổi chính sách. Bất chấp những nỗ lực của họ, hai quan chức Mỹ xác nhận với Politico rằng lập trường của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn không thay đổi. Một quan chức Mỹ cho biết, viện trợ của Mỹ nhằm mục đích phòng thủ, không phải cho các hoạt động tấn công trên lãnh thổ nước Nga. Đề cập đến vấn đề gây tranh cãi về các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Antony Blinken nói, chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng rốt cuộc Ukraine sẽ phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này. Ngược lại với Mỹ, Anh gần đây đã dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí nước này cấp cho Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định, Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Lập trường này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Điện Kremlin, khẳng định rằng đây là động thái gây leo thang căng thẳng trực tiếp. Quốc hội Mỹ cuối cùng đã thông qua gói hỗ trợ mới trị giá gần 61 tỷ đô la cho Ukraine, và một điều lạ lùng đã xảy ra, đó là các cuộc thảo luận về chiến thắng của Ukraine đã nóng lại ở Washington. Trong một vài tháng qua, các quan chức Mỹ đã đưa ra những cảnh báo ảm đạm về việc nếu không được hỗ trợ, phòng tuyến Ukraine có thể sụp đổ và quân đội Nga sẽ một lần nữa tiến vào Kiev. Tuy nhiên, khi điều tồi tệ nhất đã tránh được, những kỳ vọng đặt ra sẽ cao hơn. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện đang cố gắng tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine trong 10 năm, một kế hoạch có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ.
trong khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Ukraine sẽ tiến hành một cuộc phản công khác vào năm 2025. Dù vậy, theo các nhà quan sát nhận định trên Foreign Policy, sự lạc quan này đã bị đặt sai chỗ. Gói hỗ trợ mới được thông qua có thể là gói hỗ trợ lớn cuối cùng mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Theo nhà phân tích địa chính trị Ian Bremmer, việc Mỹ duy trì cung cấp cho Ukraine 60 tỷ đô la hỗ trợ hàng năm là một điều phi thực tế, cho dù ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Gói hỗ trợ hiện tại chủ yếu sẽ giúp Ukraine ở vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Nó cũng sẽ cải thiện tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí, cũng như giúp các lực lượng của Kyiv tổn thất ít lãnh thổ hơn trong những tháng tới. Tuy nhiên, Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức khác. Đó là tình trạng không có đủ các công sự, thiếu nhân lực và quân đội Nga mạnh mẽ hơn về mọi mặt. Nhìn chung, Ukraine vẫn ở thế yếu và sự hỗ trợ của phương Tây không thể thay đổi thực tế này. Nhà Trắng đã cung cấp gói hỗ trợ bổ sung như một lựa chọn được ăn cả, ngã về không, đó là thông qua hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ hoặc chứng kiến Ukraine thất bại. Vấn đề chấm dứt xung đột ở Ukraine luôn đầy khó khăn. Các nhà khoa học chính trị thường cho rằng bất kỳ kết cục nào với một cuộc chiến đều sẽ bao gồm tiến trình đàm phán ngoại giao. Một số nhà quan sát rút ra kết luận rằng nếu đàm phán là không thể tránh khỏi thì nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Những người khác thì lại nhận định Ukraine phải cải thiện vị thế trên chiến trường trước khi bước vào bàn đàm phán. Chính quyền Kyiv vẫn kiên định với điều kiện Nga phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine, bao gồm cả Crimea trước khi đàm phán bắt đầu. Một số quan chức Mỹ thì đặt hy vọng vào các cuộc tiến công lớn của Ukraine, nhưng cũng thừa nhận, trong khi điều này có thể tránh leo thang, thì kịch bản đó không có lợi cho Kyiv. Các nhà quan sát nhận định trên Foreign Policy rằng, Nhà Trắng đã đúng khi đánh giá việc hỗ trợ sẽ giúp Ukraine ở vị thế đàm phán mạnh hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những câu hỏi khác. Đó là nên quyết định như thế nào khi thời khắc đàm phán đến? Liệu Ukraine có tiếp tục chiến đấu mà không đàm phán? Liệu vị thế đàm phán sẽ được cải thiện hay suy giảm? Tính toán này cũng trở nên phức tạp bởi những vấn đề về việc Mỹ đang cố gắng đạt được điều gì ở Ukraine. Một số người cho rằng đó là bảo vệ dân chủ hoặc trật tự quốc tế. Nhưng một số nhà phân tích khác thì nhận định mục tiêu chính của Mỹ là trang bị vũ khí cho Ukraine để làm suy yếu nước Nga. Theo họ, việc duy trì nguồn cung vũ khí cho Kyiv sẽ giúp phương Tây làm hao hụt khả năng quân sự của Nga. Tuy nhiên, nếu là làm suy yếu Nga thì đây là một mục tiêu không hề có hồi kết, ám chỉ về một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine. Giữa bối cảnh Moscow vẫn có khả năng duy trì và thay thế lực lượng, hiện còn chưa rõ liệu phương Tây có thể thành công trên mặt trận này hay không. Một số nhà phân tích khác thì đưa ra những mục tiêu cụ thể hơn, đó là hỗ trợ Ukraine giành lại lãnh thổ hoặc ngăn cản Nga chiếm Odessa cũng như những địa điểm giá trị khác. Mặc dù đây là những mục tiêu cụ thể hơn, nhưng không có sự nhất trí ở phương Tây và hầu như không có nhiều sự sẵn sàng trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình khi các mục tiêu này đạt được. Đó là lý do tại sao các quan chức Nhà Trắng cho rằng sự hỗ trợ của phương Tây chỉ đơn giản là đặt Ukraine ở vị thế tốt nhất có thể trên bàn đàm phán. Việc đưa ra nhận định như vậy không yêu cầu phải đưa ra những quyết định khó khăn về lãnh thổ Ukraine cần giành lại và không cần cân nhắc đến việc hỗ trợ của phương Tây sẽ tiếp tục được bao lâu. Nó cũng tránh được câu hỏi về định hướng tương lai của Ukraine, đó là liệu Kyiv có gia nhập EU hay NATO không, điều có lẽ cần được giải quyết để chấm dứt xung đột.